Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 sách giáo khoa cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài chia số trồng chục, trồng trăm cho số có một chữ số. Có 60 tờ giấy màu, chia đều cho 3 bạn, hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tờ giấy màu. Như vậy đây, cô giáo này là có là tổng cộng là 60 tờ giấy màu chia cho 3 bạn nè, 3 bạn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, mỗi cái sắp giấy màu này chúng ta sẽ có là 10 tờ. Như vậy là 10, 20, 30, 40, 50, 60. À. Bây giờ 60 ta chia 3. 60 chia 3 thì đây. Như vậy chúng ta sẽ có là chia làm 3. Chia làm 3 thì chúng ta sẽ có là thành ra là 3 nhóm. Nè, chia làm 3. Như vậy là 3 nhóm. 3 nhóm thì chúng ta sẽ có là mỗi nhóm là 2. Và cái này thì chúng ta sẽ có là cái này là cái khối lập phương. Khối lập phương là cứ 10 cái khối lập phương vô một cái thanh. Thầy nói thầy gọi đây là một cái thanh đó ha. Đây là một cái thanh. Đây là một cái thanh, là hai thanh. Hai thanh này là 10 20. Đây là 10 20. Cái này cũng 10 20. Như vậy cái này là 20 này. Cái này là 20 này. Cái này cũng là 2 20. 20 40 60. Như vậy là 60 có nghĩa là 60 có nghĩa là 60. 60 ta chia cho 3 là bằng là 20. 20 nó chính là 20. Chúng ta qua trang tiếp theo. 60 ta chia cho 2 là bằng là 6 ta chia cho 2 là bằng 3. 30 là 30. 70 mà ta chia cho 7 là bằng là 10. 40 ta chia cho 2 là bằng là 2, 20 là 20. 90 mà ta chia cho 3 là bằng là 30. Câu B, chúng ta xem bài mẫu. 600 mà ta chia cho 3 là bằng là 600 ta chia 3 là bằng là 200. 200 là hai chữ số 2 và hai chữ số 0. Rồi chỗ này chúng ta sẽ có gì đây? 800 ta chia cho 4 là bằng là 200. 400 mà ta chia cho 2 là bằng là 200. Này là bao nhiêu đây? 500 ta chia cho 5 là bằng là 100. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2. Quan sát tranh, nên phép tính thích hợp. Chúng ta có bao nhiêu đây? Đây là 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5, 6, 7, 8, 9 chục. 90 mà chúng ta sẽ chia đây là bên này là 30, bên này 30, bên này là 30. Như vậy 90 chúng ta sẽ chia làm 3, 3 nhóm. 90 là 90 này. Ta chia này. Chia cho 3 này. Chia cho 3. Chia cho 3 thì chúng ta sẽ được là mỗi cái nhóm này là 30. 30 là 30 á, 1 chục, 2 chục, 3 chục, 30 là 30. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Bác Sáng thu hoạch được là 80 quả bí ngô. Bác chia đều vào 4 chuyến xe để chữa hết số quả bí ngô về nhà. Mỗi chuyến xe chữa được là bao nhiêu quả bí ngô? Và chúng ta sẽ có là 80 quả chia làm 4 chuyến. Ta lấy 80 ta chia cho 4. Nè. Số chuyến xe, số quả bí ngô mỗi chuyến xe có là chữa là số quả bí ngô mỗi chuyến chữa là 80 đã chia cho 4 là bằng là 20 quả. Đáp số 20 quả bí ngô. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.